Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Màn đỏ sắc không ai ngờ, loạt ảnh không Photoshop của Angelababy đè bẹp bộ ảnh Lisa khoe visual thần sầu trên tạp chí. Cùng một lúc, hai người đẹp hoa hàng là Angelababy và Lisa thi nhau leo top tìm kiếm Weibo với những hình ảnh cực kỳ xuất sắc. Màn đỏ sắc bất ngờ trên top tìm kiếm Weibo thời điểm hiện tại réo tên hai người đẹp đình đám của làng giải trí Trung Hàn là Angelababy và Lisa Blackpink. Netizen hoa cả mắt với loạt ảnh đẹp xuất sắc, đồng thời đặt lên bàn cân so sánh về visual lẫn thần thái của hai mỹ nhân. Quả thật, đây có lẽ là màn đỏ sắc hiếm hoi cho thấy độ hot của hai người đẹp hạng A showbiz châu Á. Từ khóa ở vị trí đứng thứ nhất top tìm kiếm thời điểm hiện tại chính là ảnh không Photoshop của Angelababy. Xuất hiện tại một sự kiện giao lưu vào sáng ngày hôm nay, 27 tháng 6, bà xã Hình Hiểu Minh gây sốt nhờ là khung hình bất chấp camera thường. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, Baby chứng minh cho netizen thấy lý do vì sao cô nàng luôn nằm trong top nữ thần xứ Trung. Trong khi đó, cô nàng Lisa với từ khóa Lisa hot quá đang đứng ở vị trí thứ 5 top tìm kiếm Weibo, trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Vogue danh giá. Lisa khiến dân tình xỉu úp xỉu đau với loạt khung hình sexy bức thở, thần thái quyến rũ ngút ngàn,